Cuốn sách này là cuốn sách bán chạy nhất của mình, đã bán được trên 50.000 bản. Và đương nhiên là nó mang lại cho mình rất nhiều tiền. Nhưng mà nội dung sách thì cũng không có gì đặc biệt đâu, thiếu một chút bình yên cho mọi người thôi. Khi mà chúng ta đã quen quá nhiều với những cái thú vui hàng ngày rồi thì chúng ta sẽ bị chán đúng không? Hay là chúng ta cần phải tìm một thú vui mới, hay là quay trở lại với những cái điều bình dị như là hồi trẻ con ấy? Thì tô vẽ cũng là một điều như thế đúng không? Với cuốn sách này ấy, thì mình đã vẽ cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần lấy bút ra và tô thôi, và tô thế nào cũng được ý. Vì đẹp xấu nào đâu có quan trọng, mà quan trọng là mình tìm được niềm vui đúng không? Cách mua về là của mọi người mà. Mình cũng chỉ vẽ những cái hình đơn giản thôi nên là tô cũng rất là nhàn ấy. Nhưng mà tô cũng sợ là vẽ nhiều quá mọi người tôi bị lưới, mà xong rồi tôi thấy mọi người tôi còn đẹp hơn tôi nữa. Xong rồi mọi người cũng thủ thỉ với tôi là nhờ cuốn sách này mà mọi người được chữa lành rất là nhiều, bởi vì khi mọi người ngồi xuống tôi vẽ thì mọi người sẽ không bị buồn chán và suy nghĩ linh tinh nữa. Sách cũng có vài câu để giúp mọi người lấy lại tinh thần nữa. Làm mấy cái thứ nhỏ nhắn xinh xinh này, mọi người sẽ thấy tình yêu đến từ những thứ bình dị xung quanh chúng ta. Rồi thì đi cà phê tô màu cùng bạn bè cũng rất là vui nhá. Thế là tôi không chán đời nữa, lại yêu đời. Mọi người nếu có dịp thì thử xem sao nhé.